Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với cả channel PC của Dragami. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn có thể nói là tải và cài đặt một vài cái liên thiên vớ vẩn của tựa game PUBG Mobile, được chưa nào? Đây là một tựa game khá là hot. Thực ra thì nó ra khá là lâu rồi, nhưng mà tại vì thời điểm hiện tại thì PUBG nó mới ra thêm một cái bản nữa, đó là bản Lite, bản PUBG Lite. Cái này thì trong video sau mình sẽ nói với các bạn, mình cũng sẽ sớm update cách tải PUBG Lite cho các bạn chơi. Thì đặc điểm chung của PUBG Lite và PUBG Mobile ấy, đó là cấu hình của nó nhẹ như nhau, và thứ hai đó là nó đều hoàn toàn free, cho nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải về nó về để chơi nhá. Thì hôm nay sẽ là PUBG Mobile trước nhá. Thì ở đây với cái game PUBG Mobile này thì các bạn có thể vào cái trang sau đây. Thời điểm hiện tại thì Việt Nam mình có khá là nhiều những cái nhà phát hành, họ phát hành những cái bản PUBG Mobile. Thực ra là cũng từ mua bản quyền từ bên Tencent về, sau đó thì họ tiến hành đó là xây server cho chúng ta chơi. Nhưng mà theo mình ấy, mình thì mình khuyên các bạn, đó là các bạn nên chơi thẳng cái bản trực tiếp của Tencent. Cái bản đó là cái bản gốc luôn. Các bạn có thể chơi cùng với cả những người chơi trên thế giới hay là gì đó. Còn những cái server của Việt Nam ấy thì mình thực sự là mình chưa có thử. Và mình nói chung là mình sợ rằng nếu mà các bạn chỉ chơi những cái server của Việt Nam thì chúng ta chỉ chơi được người Việt Nam với nhau thôi. Còn nếu chúng ta chơi trực tiếp bằng cái giả lập của Tencent này thì chúng ta có thể đó là chơi được với cả những người chơi trên thế giới nữa. À, ở đây mình nói một chút nhá, đây là mình chỉ hướng dẫn các bạn tải để chơi cái bản giả lập PC của PUBG Mobile thôi. Còn những bạn nào mà muốn chơi trên điện thoại thì các bạn hãy lên cái Apple Store hay là Android Store thì đó, các bạn tải nó về nhá. Nó khoảng 1GB mấy ấy, không nhớ lắm. Và nếu mà các bạn biết một chút nữa thì các bạn có thể dùng những cái phần mềm như là BlueStacks hay là Not ở đây để có thể đó là chơi giả lập. Nhưng mà thực ra thì chơi cái trang của mình là cái trang PC Crack Gaming, cho nên là mình sẽ không liên thuyên gì về những cái thể loại game mobile, được chưa nào? Với mình thì game mobile nó khá là chát, đại khái được vậy. Cho nên là đây là một cái bản giả lập dành riêng cho PC, và chỉ những người chơi giả lập mới có thể gặp nhau trong cái bản này thôi. Các bạn có thể hiểu đơn giản như vậy nhá. Có nghĩa là những người chơi như thế này này thì chỉ những người chơi trên máy tính mới gặp nhau thôi, chứ nào, đại khái là vậy. Được rồi, bây giờ thì quay trở lại với cả cái bản giả lập của PUBG Mobile Tencent Gaming Buddy này. Thì các bạn hãy vào cái trang này nhá, mình sẽ để cái trang ở dưới phần mô tả video cho các bạn. Các bạn vào đây, các bạn tích chọn vào cái phần Public Beta nhá. Mình sẽ không chọn vào cái phần Việt Nam này, mình sẽ ấn download vào cái phần Public Beta nhá. Download về, nó sẽ tiến hành tải cái phần platform. Thì sau khi download xong, nó rất là nhanh thôi, download xong thì các bạn hãy mở lên. Đó, ở đây thì mình sẽ ấn vào phần Customize để tiến hành chọn vị trí mình lưu cái này lại nhỉ. Thì mình sẽ vào phần browser này nhá. Mình sẽ lưu nó ở ổ D nhá các bạn. Rồi, My PC ổ D. Mình sẽ lưu nó ở phần game và tạo một bundle mới có tên đó là PUBG Mobile giả lập. Ê, sai chữ rồi. Giả lập. Thế nào? Game này thì mình nhớ là hình như là có những hãng nào ở Việt Nam như là Zing nhỉ, gì đấy nhỉ. Thực ra là mình không tìm hiểu là nhiều lắm về cái game này các bạn ạ. Thì nói chung là bây giờ chọn vị trí lưu xong rồi, các bạn ấn phần install đây nhá. Nó nhanh lắm. Đây chỉ là cái phần platform thôi. Còn lát nữa chúng ta mới tải game cơ. Thực ra game rất là nhẹ, cho nên là các bạn có thể tải rất là nhanh, không vấn đề gì cả. Game này trước đây mình đã từng chơi thử rồi và nó cũng khá là hay ho. Đây, ở đây thì sau khi cài đặt xong ấy, các bạn ấn thẳng vào start lên luôn nhá. Đây chính là cái phần phần platform nó giống kiểu, các bạn có thể hiểu đơn giản cái này nó giống kiểu như Garena ấy các bạn. Nó chỉ cái giao diện nó khác một tí thôi. Nó chính là cái này này, Tencent Gaming Buddy. Nó đang tiến hành download game các bạn. Nó hơi lâu một tí nhá các bạn. Được rồi. Sau khi cái chương trình này nó mở lên thì nó sẽ tiến hành đó là download thẳng cái game này về chúng ta luôn. Thì quá trình download nó sẽ hơi lâu một chút nhá. Vì vậy là mình sẽ tua qua đây. Nhưng nó là lâu nhưng thực ra thì nó cũng khá là nhanh các bạn ạ. Bởi vì game này nó rất là nhẹ mà. Nào, nhưng mà chắc chắn là sẽ mất thời gian, thì vậy mình sẽ tua qua đi nhá. Được rồi, sau khi quá trình cài đặt game nó hoàn tất ấy, thì ở đây mọi thứ nó lại không còn là tiếng Anh nữa mà nó chuyển hẳn sang tiếng Trung Quốc, đúng rồi. Thì trước mắt cái mà các bạn cần làm là các bạn chọn cái độ phân giải của nó. Ở đây có hai cái độ phân giải chúng ta sẽ lựa chọn, đó là 720p và 1080, đúng rồi. Thì mình sẽ lấy cái 1080 rồi nhá, rồi ấn vào cái chữ xanh ở đây, click vào. Được nào, đó nó sẽ tinh cho chúng ta cái chế độ đó là 1080p khi chúng ta chơi game. Còn bây giờ để có thể đó là quay lại cái tiếng Anh khi mà chơi cái tựa game ấy. Đây mình sẽ tắt cái này đi nhá, cái này là cái platform nhá, nên là mình sẽ tắt nó đi nhá. Nó giống như Garena ấy, các bạn tắt cái ngoài đi cũng được rồi, để cái game này đúng không nào.
Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đó là chuyển nó sang tiếng Anh nhá. Ở đây các bạn nhìn theo chuột của mình nhá, mình sẽ đưa đến cái phần setting. Setting chính là cái có biểu tượng, nó là ba dấu gạch ngang này, thấy không? Các bạn click vào nó. Rồi các bạn xuống đến cái phần thứ hai từ dưới lên, thấy không? Click vào nó. Ở đây, đây chính là cái bảng setting này. Thì chỗ này chính là cái phần ngôn ngữ này, các bạn click vào đây nhá. Click chuột vào đó, các bạn chọn tiếng Anh nhá. Đó, click vào tiếng Anh này, đúng không nào? Hoặc là ngôn ngữ khác này các bạn thích. Tiếng Việt không ta? À, có tiếng Việt luôn này. Đúng không nào? Tiếng Việt này. Rồi mình sẽ để sau khi đã các bạn đã chọn ngôn ngữ xong, các bạn ấn vào đây nhá. Ấn vào chỗ này này. Click vào. Thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là reset lại cái chương trình Tencent Moody này. Thì chúng ta sẽ phát nó ra nhá. Quit đi. Sau đó thì mở lại game. Sau khi download xong ấy, download game xong ấy, nó sẽ tự động nó là tạo hẳn một cái icon, nó là PUBG Mobile chúng ta ở đây luôn. Được rồi. Cho nên là các bạn chỉ cần nó sẽ cái này thoát ra mình nhỉ. Đó, mình thoát ra mà. Đây, thì các bạn sau này các bạn vào game các bạn sẽ vào bằng cái icon này nhá, các bạn không cần phải vào bằng cái này đâu. Cái này các bạn xóa đi nhá. Phải vô phần cái PUBG Mobile lên. Đây các bạn thấy không? Nó chuyển sang ngôn ngữ tiếng Việt nhưng mà ở đây một số phần phôn chữ hình như có vấn đề rồi. Chữ ơ dấu chấm nó bị mã hóa. Chắc là khá khó chịu luôn rồi. Nhưng mà mình nghĩ là chỉ có một vài đấy, bị nhiều lắm các bạn ạ, không phải ít. Thôi rồi, chúng ta sẽ chuyển sang tiếng Anh nhá. Cài đặt và chọn ngôn ngữ đó là tiếng Anh. Được. Ok. Bắt ra. Đó thì vào lại. Đây, tiếng Anh. Nhìn phôn chữ nó không bị lỗi cho nên là cảm giác thoải mái hơn hẳn đúng không nào? Để mình chạy lại game nhá. Sau đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một vài cái cơ bản trong cái tựa game này để các bạn có thể chơi nó mà không bị quá bỡ ngỡ, nhưng mà không bị quá khó khăn. Rồi chúng ta đã hoàn thành cái việc đó là cả download và cả hoàn thành việc download game đấy. Giờ chỉ cần setting thêm một cái liên tuyến vớ vẩn để có thể đó là chơi game cho ok thôi. Game đang load đấy các bạn. Này nó là chế độ cửa sổ nhá. Đây các bạn đợi tí để mình bật nhỏ âm lượng. Rồi, ở đây thì cái game này nó yêu cầu chúng ta phải đăng nhập bằng Twitter và hoặc là Facebook. Các bạn thích một trong hai cái nền tảng nào thì các bạn sử dụng cái nền tảng đó nhá. Thì Việt Nam chúng ta đương nhiên rồi, chắc chắn là nó sẽ phổ biến rất nhiều với cả Facebook đúng không nào. Mình thì vì đây là một game xuất ở Trung Quốc cho nên là mình khuyên các bạn tốt nhất là lên tạo hẳn một cái nick Facebook mới, sau đó thì hãy dùng nó để đăng nhập vào game nhá. Mặc dù Tencent là một công ty rất là lớn, công ty nó to nhất Trung Quốc rồi, mà vì nó đến từ Trung Quốc cho nên là chúng ta không thể nào mà tin tưởng vào nó để mà đăng nhập bằng cái nick Facebook chính, mà có khả năng là chúng ta sẽ bị mất những cái thông tin liên quan đến cá nhân các thứ, đúng không? Cho nên là tốt nhất cứ tạo hẳn cái nick Facebook mới rồi dùng nick Facebook đó để mà chơi. Thì đây mình sẽ dùng một cái, mình sẽ click vào Facebook nhá. Các bạn nếu mà các bạn có nick Twitter mà các bạn đăng nhập vào Twitter cũng được, Facebook cũng được, mình thì sẽ đăng nhập vào Facebook nhá. Click vào Facebook này. Ở đây các bạn agree nhá, agree phát nữa. Đó, sau đó chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập Facebook. Ở đây thì mình sẽ dùng một cái nick Facebook mà mình đã bỏ rất là lâu rồi. Mình sẽ dùng nó để đăng nhập, thế nào? Được rồi, sau đó thì ấn tiếp tục. Thì đây, đây chính là giao diện của tựa game mà đó là PUBG Mobile nha các bạn. Ở đây thì các bạn có thể thấy một vài, trước mắt chúng ta sẽ tiến hành cài đặt vài cái cơ bản nữa nhá. Các bạn hãy nhìn xuống cái phần bánh răng ở đây, nhìn theo chuột mình nhá, click vào bánh răng này. Đây chính là phần setting này. Ở đây thì phần đầu tiên chính là phần basic. Phần basic này mình sẽ có một vài lưu ý cho các bạn như sau. Thứ nhất đó là cái phần arm assist. Đây là cái phần hỗ trợ giúp các bạn bắn dễ hơn trong tựa game này. Thì thích thì các bạn có thể bật lên và không thích thì có thể tắt đi như mình, được chưa nào? Cái này nó sẽ giúp các bạn dễ aimbot hơn, dễ bắn hơn, dễ target mục tiêu hơn để các bạn có thể bắn dễ dàng hơn. Nó dành cho những người mới chơi hoặc là những người mà không giỏi trong những thể loại game FPS, chưa nào? Thì thích thì bật, không thích thì thôi. Cái này hoàn toàn hợp pháp nhá, không có vấn đề gì hết nhá. Nó được tích hợp sẵn vào trong game rồi nhá. Thứ hai, cái mà các bạn cần quan tâm đó là cái pick and fire ở đây. Đây là cái chế độ giúp các bạn có thể nghiêng đầu, nghiêng trái hoặc nghiêng phải khi bắn, thế nào? Thì có hai cái, một pick and fire và một pick and open scope. Thì mình khuyên các bạn nên dùng cái pick and fire thôi, đừng có dùng cái pick and open scope, thế nào? Ở đây thì các bạn chọn cái phần enable cho nó sáng là được, thế nào? Cái này thì các bạn tắt đi. Còn cái phần learn mode này là cái phần pick and fire đấy, có nghĩa là các bạn sẽ click chuột một cái là các bạn nghiêng đầu, là thì các bạn chọn vào tab. Sau đó muốn tắt nghiêng đầu thì các bạn click chuột lần nữa, các bạn chọn vào tab nhá. Còn nếu các bạn muốn giữ phím để nó nghiêng đầu thì các bạn chọn vào hold như mình, được chưa nào? Mình để hold nhá. Cái thứ ba đó là cái phần scope mode. Scope mode chính là chế độ bật scope, tông lô hoặc là hold. Thì đây mình sử dụng cái chế độ đó là tông lô nhá các bạn. Còn các bạn thích thì hold, để hold cũng được, không vấn đề gì cả.
Thì chỗ này nó chỉ có ba cái đó cần chú ý thôi, những cái khác thì không quan trọng lắm. Tiếp theo đến phần graphic. Graphic ở đây thì mình để chế độ HD và 2 chứ nào. Và các bạn có thể tự chọn chọn tương tự giống như mình cũng được, máy yếu không sao cả. Bởi vì ngay bên dưới đây, các bạn kéo xuống dưới các bạn sẽ thấy có chế độ đó là Auto Add-on Graphic. Cái này nó sẽ giúp tự động đó là hạ setting xuống khi mà FPS bị tụt quá mức. Đây là một chế độ rất là hay, các bạn để enable lên nhá. Mặc định nó enable rồi. Đúng nào. Tiếp theo, đến đây là cái phần style. Style là cái phần hình ảnh màu sắc trong tựa game này, các bạn có thể chọn những style các bạn thích nhá. Nếu các bạn nào thích màu sắc đậm ấy, thì các bạn có thể chọn phần colorful. Còn mình thì mình sẽ để classic thôi. Không động chạm gì cả. Anti light thì mình sẽ bật nó lên, enable lên. Chưa nào. Sau đó thì ấn ok. Ok. Rồi, đến phần control. Control thì các bạn để mặc định cái bên trái này nhá. Sau đó ấn customize. Đây là toàn bộ control. Thực ra thì control này ấy, nó chính xác là control của cái điện thoại chứ không phải là của PC. Nhưng mà cái phần mềm giả lập này nó sẽ tự động chuyển cái control bên này sang bàn phím của chúng ta cho nên các bạn yên tâm. Và để setting ấy thì thứ nhất ở đây là các bạn vào control ấy, đúng không nào? Các bạn ấn reset phát nhá. Reset phát. Sau đó save lại. Được chưa nào? Layout upload là ok đấy. Tiếp theo các bạn nhìn theo chuột của mình, các bạn chỉ đến cái phần keyboard mapping bên 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 phải đấy, bên góc phải nó có một cái thanh công cụ rồi, các bạn thấy không? Các bạn cứ ấn vào keyboard mapping đấy nhá. Nó sẽ hiện những cái nút chức năng ra, được chưa nào? Đó, các bạn thấy không? Thì đây các bạn để ý nó nên trùng vào nhau được. Và các bạn chỗ này các bạn ấn reset luôn. Chưa nào? Ấn reset luôn cho nó tự động nó reset lại. Ok chưa? Sau đó thì save lại. Đó. Cái này reset phát. Save. Xong cái này cũng reset luôn. Sau đó thì cũng save lại. Thế là xong, được chưa nào? Cái này thì các bạn nhớ reset cả hai cái cho chuẩn chuẩn giống như mình vừa làm ấy nhá. Để lát nữa các bạn vào game các bạn còn QE được. Không là các bạn bị lỗi QE là nó mệt mỏi lắm. Thật đó. À cái này thì chỗ này mình sẽ điều chỉnh một cái nữa, đó là cái phần ngồi này. Mình sẽ để nó là phím V chứ không phải phím C. Nó thói quen của mình thôi, các bạn thích thì thay đổi á. Không thì thôi, cái này thì cả. Xong mình save lại. Đó, rồi ở đây thì các bạn ấn vào save và ấn exit. Nhìn thấy chuột nhá, ấn exit ở đây này. Đó, sau đó ấn ESC ở đây. Là quay lại game. Thì đó là phần về control. Tiếp theo là phần vehicle mình sẽ không động chạm nhá. Tiếp theo đến phần nữa là phần CCTV. CCTV chính là tốc độ chuột trong game này thì các bạn thích tùy chọn thế nào chỉnh nào thì chỉnh nhá. Có ba cái các bạn cần lưu ý, thứ nhất đó là camera CCTV, đó là cái free lock là cái góc nhìn của chúng ta ấy. Mình thì mình sẽ để thấp thôi, ba cái là bằng nhau hết. Thứ hai là phần camera cái góc nhìn. Góc nhìn thứ đây là góc nhìn thứ nhất, thứ ba này. Cái này là góc nhìn thứ nhất này. Đây là cái scope này. Để 17 nhỉ. Đó, sao nó không đi số lẻ à? Đây rồi. Scope 2 thì cũng để 15 thôi. Thì giảm dần xuống. ADS. ADS tốc độ cốp vậy các bạn. Sẽ để cho nó bằng nhau, chưa nào? Đó vậy thôi. Chỉ có một cái này và thứ nhất là cái ADS, thứ hai camera và thứ ba là camera CCTV. Chúng ta chỉ cần điều chỉnh ba cái đó thôi, chưa nào? Thì sau khi các bạn tỉnh trong ấy thì các bạn không cần phải xếp xếp gì cả, nó tự động xếp luôn các bạn. Tiếp theo nữa đến phần pickup. Pickup là cái chức năng hỗ trợ nhặt đồ trong tựa game PUBG Mobile này. Và nó giúp các bạn có thể là dễ dàng nhặt đồ hơn. Đây cũng chức năng khá là hay ho, đúng không? Thì các bạn có thể hiệu chỉnh ở đây. Ví dụ như là đạn súng khi các bạn cầm AKM ấy thì nó sẽ nhặt tối đa 180 viên đạn, tự động nhặt luôn nhá. Chứ không phải là các bạn phải ấn ấn nút gì đó nó mới nhặt đâu. Chứ nó tự động nó nhặt luôn á. Các bạn có thể tăng giảm tùy thích nhá. Mình sẽ để mặc định như thôi. Không tăng cũng chả giảm. Nào. Đấy, 180 hết. Còn đây là medkit làm máu này, hai cái med này, ba cái phơn này. Ban đấy thì nhặt khoảng tầm 7 cái đây nhỉ. Energy ring thì nhặt lấy 7 long. Painkiller nhặt 2 long thôi. Android nhặt 1 cái thôi. Cái này là cái tiêm trích. First kit thì 4 cái, đây nhỉ. Medkit thì 1 cái thôi, không cần nhiều hơn. Bom nổ mình nhặt 4 quả, smoke mình nhặt 5 quả. Molotov mình nhặt 1 quả. Stun mình nhặt là 1 quả thôi. Còn mấy cái scope này thì các bạn thích thì để tăng thêm, còn mình cũng để mặc định một hết, chứ nào. Thế phần audio, audio đấy để mình tắt nhạc rồi nhá. Nhạc nghe khá là đau tai, rất là khó chịu. Quick chat thì mình không quan tâm lắm, tại mình cũng không hứng thú với việc đó là chat những cái player khác. Language. Chắc chắn rồi, ngôn ngữ tiếng Anh, đúng không nào? Rồi, vậy thôi. Đó là phần setting của cái overlay. Tiếp theo chúng ta sẽ phần setting in game. Ở đây các bạn có thể thấy phần select mode chứ, các bạn click vào. Thì các bạn sẽ phải khi mà các bạn mới vào game lần đầu tiên ấy thì nó chỉ download cho các bạn sẵn một cái map Erangel thôi. Còn map Mirama, map Sanok và map Mikedi
nó chưa download. Các bạn chỉ cần click vào nó nhá, sau đó thì ấn OK phát nó tự động download về luôn. Nó rất là nhẹ, nó chỉ có mấy trăm mê thôi. Chưa nào, các bạn download về và muốn chơi những cái map đó ấy, thì các bạn thích map nào các bạn tích chọn là map đó nhá. Nó sáng sáng lên góc bên trái màu vàng này thì có nghĩa là các bạn tích chọn map đó ấy. Chưa nào, nó hỗ trợ chúng ta hai góc nhìn, nhất là góc nhìn first person và góc nhìn TPP, góc nhìn thứ ba, chưa nào, third person. Ở trong mình có lẽ cái góc nhìn first person thì mình đã chơi thử và mình cảm thấy nó khá là sida, nên là mình sẽ chơi góc nhìn thứ ba thôi. Chưa nào, ở đây thì mình thích ba map này và mình không thích map Bikini. Thì đó là việc chọn map. Và đây các bạn có thể chọn server nữa, Asia hoặc là Korea, Japan. Đây là hai server mà chúng ta có thể chơi, còn những server khác ping rất là cao, không chơi được đâu. Thế nhá. Thì ở đây các bạn thích solo ấy, chơi solo các bạn thích chọn vào cái phần đây, một người đây. Thích chơi duo thích chọn vào đây. Còn thích chơi squad thì thích chọn vào 4 đây. Ở đây thì nó có phần auto matching. Auto matching thì có nghĩa là nó sẽ tự động tìm người chơi cùng chúng ta. Nếu các bạn bỏ chọn đi thì các bạn sẽ solo squad 1v4. Các bạn thích chọn vào thì tự động tìm thêm 3 người nữa để chơi cùng với bạn. Và ba người này nó sẽ tìm theo quy luật, đó là nếu mà các bạn thích ấy, thì các bạn có thể tích chọn vào phần Match by Language này. Thế nào, là nó sau đó các bạn ấn chữ A này, nó sẽ tự động chọn những cái người mà sử dụng tiếng Việt hoặc tiếng Anh để chơi cùng với bạn. Hoặc là các bạn thích không thích chơi cùng người có tiếng Việt tiếng Anh thì nó ưu tiên những ngôn ngữ khác á. Các bạn có thể ví dụ các bạn muốn chơi với người Philippines chẳng hạn, và những người Pháp, đúng không nào, thì các bạn thích chọn vào đây, nó ưu tiên ngôn ngữ, nó ưu tiên những người chơi cùng người Philippines trước rồi. Sau đó nếu thiếu người nó sẽ chèn thêm người Pháp vào. Và nếu mà không có cả người Philippines, không có người Pháp thì nó chèn thêm người nước khác vào nữa. Chưa nào, để chơi cùng với bạn. Đại khái là vậy. Ở đây đây, tiếng Việt đây. Mình sẽ ưu tiên chơi với những người nói tiếng Việt hoặc là tiếng Anh. Chưa nào. Ok. Sau đó thì chọn map, chọn ba map này. Rồi chọn chế độ đó là chơi squad. Và ok phần nữa. Đúng nào. Được rồi, phần setting chỉ có đơn giản thôi. Còn những cái phần như là shop, siếc các thứ thì các bạn tự tìm hiểu nhá. Các bạn nạp tiền và các bạn mua hòm các thứ thì các bạn có thể nạp và để chơi thử. Chơi trò chơi may mắn. Và ở đây có một cái hay ho nữa của cái PUBG Mobile này, đó là nó có cái chế độ chơi luyện tập cho chúng ta. Các bạn có thể thấy cái bia mà có cái mũi tên này, các bạn click vào nhá. Đó là tự động vào chế độ luyện tập. Ở đây các bạn có thể có sẵn súng đạn các thứ để các bạn luyện tập bắn, rồi luyện tập chạy, luyện tập lái xe các kiểu nhớ. Như các bạn là tập ambot các thứ. Khá hay ho. Đây. Đây, nghiêng trái nghiêng phải chúng ta đã bật rồi đúng không nào? Những bạn nào mà thắc mắc cái phần nghiêng trái nghiêng phải thì các bạn có thể tua lại video để xem cái phần hướng dẫn cài đặt của mình nhé. Rất là đơn giản thôi. Rồi, các bạn có thể nhặt đồ để luyện tập. Mình sẽ nhặt một khẩu súng nào đó bắn chơi đúng không nào? 12-49. À đây scope thì ở ngoài này. Mình sẽ xây scope đó là scope 4 nhá. Và Red Dot đâu rồi? Cốp 6 này à, lấy cốp Red Dot nữa. Lắp Red Dot vào nào. Bắn dẫn đạn. Bắn gì người anh em. Với các bạn thì chơi game này bắn khá là dễ các bạn ạ. Cho nên thực ra thì chơi game này cũng chẳng cần luyện tập mấy. Nếu các bạn chỉ chơi cho vui, còn những bạn nào mà có ý định nó lên chuyên nghiệp cái trò này thì các bạn phải luyện tập khá là nhiều. Coi như là chơi nhiều để cho quen map. Mình thì mình đánh giá không cao lắm cái trò này. Thậm chí PUBG Live mình không đánh giá cao. Đánh giá cao PUBG PC hơn. Cái này không có chức năng thay cốp nhanh nhỉ. Equip này khá là khó chịu. À các bạn có thể bờ full màn hình nhá, bằng cách đó là ấn control. Nó hiện con chuột ra này. Ấn control phần đó nó tắt con chuột đi đúng không nào. Ấn control hiện con chuột ra. Các bạn ấn vào cái phần đó là đây này. Full screen này. Nó sẽ mở full screen game lên chúng ta. Được rồi. Cứ thế mà chơi thôi. Đây là chế độ luyện tập nhá. Nhắc lại lần nữa rồi đấy. Còn game thì nó chúng ta sẽ ra phim mát, mình sẽ phim mát gửi các bạn coi một trận. Ui, giật thế nhỉ. Hay chỉ bắn tầm gần thôi các bạn ạ. Cốp to sấy như này có vẻ. Cốp to sấy như này có vẻ nó không ổn lắm. Ê, đây là chế độ luyện tập. Các bạn có thể nhặt súng rồi lá xe các thứ rồi tùy thích các bạn nhá. Mình sẽ chỉ có show qua cho các bạn coi đây thôi. Mình sẽ phát ra qua. Và bây giờ mình sẽ vào game một game thử cho các bạn coi xem gameplay của nó như thế nào nhá.
PUBG Mobile. Game này thực ra thì mấy tháng trước mình cũng có, mình đã có chơi thử một vài ván rồi. Tại vì cái thời điểm đó thì cái PUBG bên PC nó bị bảo trì cái gì ấy, mình không nhớ lắm nữa. Cho nên là mình dành khoảng tầm 2-3 tối gì đấy mình chơi cái game PUBG Mobile này. Nãy là mình chọn sẵn chế độ nhá, đó là Third Person và chơi Squad. Ở ba map đó là Mirama, Erangel và Sanok. Thế bây giờ chỉ cần ấn Start là tự động nó tìm game luôn thôi. Game này rất là nhiều người chơi cho nên là tìm game rất là nhanh các bạn ạ. Đây. Hiện tại thì mình được chơi Erangel và có khoảng 3 người chơi cùng mình nữa. Đó là đây là những người này muốn invite mình, họ nhảy cùng. Game này có một chức năng khá là hay, các bạn có thể ấn vào phần follow ở đây. Các bạn chọn invite là các bạn mời những người khác sẽ bay theo cùng bạn. Còn nếu các bạn ấn follow nó tự động là bạn sẽ tự động bay theo người đó. Người đó người số 3, người số 4 này đúng không? Đây là chế độ khá là hay ho của tựa game này. Nó giúp cho các bạn, ví dụ như các bạn đi lấy cốc nước chẳng hạn, mà các bạn không kịp bay á thì đồng đội sẽ bay hộ các bạn. Đây là chức năng khá là hay của tựa game PUBG Mobile. Và trong PUBG Mobile thì có một chế độ nữa mà lát nữa các bạn sẽ thấy được, đó là chế độ boss. Chế độ này sẽ giúp cho game trở nên nó không còn nhàm chán nữa các bạn, đặc biệt là với những người chơi mới, sẽ giúp các bạn dễ hòa nhập với game hơn. Có khá là nhiều thanh niên đang nói chuyện với ông nào để chắc tem thôi. Các bạn có thể ấn T và Y để bật chat nhé. Mình sẽ để chế độ đó chắc tem thôi. Và thanh niên này chấm ở đâu vậy? Ninja Power sao chưa nhảy? Bay này sai rồi. Nghe nói là phải bay ngang ngang này nó mới nhanh nhỉ. Nó lại đi đâu rồi? Chấm một nơi bay một nẻo ấy, đồng chí. Ngươi nghe. Chấm một nơi bay một nẻo ấy. Nghe thế nào? Rốt cuộc chúng ta đi đâu đây? Đây là vào Mita các bạn ạ. Bay Mita và chấm Mita Power. Một cú lừa có thể nói là rất là kinh điển. Của những người đồng đội. Vãi trưởng thật. Được rồi, lướt đã. Mita làm gì có ai, sao lại bay tít ra ngoài này nhỉ? Chiến đấu đó các bạn. Game đấu đầu tiên của mình sau vài tháng bỏ game. Hey, được khẩu AK luôn này. Đây các bạn, mình không ấn gì nhá, tự động nhặt luôn nhá. Rất là hay đúng không nào? Các bạn có thể tắt chế độ tự động nhặt này lên cũng được. Bằng cách đó là vào phần setting như lúc nãy mình đã giới thiệu. Khẩu shotgun à? Ok. Nó sẽ tự động nhặt hai súng cho chúng ta. Còn nếu mà không có súng nào thì nó sẽ tự động nhặt lục cho chúng ta. Còn nếu đã có hai súng rồi thì nó sẽ không nhặt lục nữa. Mình sẽ thay cổ vector rồi. Lượng nhặt. Nó sẽ nhặt đủ số lượng nhá. Hoặc là nếu mà không đủ số lượng thì nó sẽ nhặt đến khi nào mà full thùng đồ thôi. Ê, hey, mini này. Mình sẽ vứt đống đạn này đi. Bỏ đi nào. Đây, xuống dưới. Ê, mình thấy đứa nào chạy đi về. Đúng rồi. Có vẻ đây là boss đấy các bạn. Game này có khá là nhiều boss nhá. Cho nên những người chơi mới sẽ gặp được những đối thủ khá là dễ ăn. Và họ sẽ chơi không bị quá nhàm chán. Như bạn đã biết thì cái game PUBG PC ấy, nếu những bạn nào đã từng chơi và những bạn nào mà mới chơi bây giờ ấy, bạn vào các bạn rất dễ gặp phải những pro player tay to. Và lúc đó thì các bạn rất là dễ ăn hành. Ô, thằng nào giết đồng đội mình rồi. What the fuck. Sorry my friend. Còn giết tem mình các bạn ạ. À. Láo thật. Sao? Boss mà lại giết ác ấy nhỉ? Có phải không phải boss rồi các bạn ơi? Ơ, không trúng à? Ủa đâu không?
Sao boss nó lại giết người tàn bạo nhỉ? Mình nhớ là boss thường nó chỉ bắn chơi chơi thôi, chứ nó không có YOLO mạnh mẽ như vậy. Có vẻ đây là tem người các bạn ạ, mình không rõ lắm nữa. Game này boss và người nó khá là khó phân biệt. Chỗ này nãy có thấy dù nào đâu nhỉ? Sao lại đông như vậy được? Vô lý. Chỉ lấy thêm một vài món đồ nữa. Không thì có vẻ bị loot rồi. Bạn hai người chơi đã quit rồi. Mình tưởng là boss thôi, ai dè có vẻ gặp một tem người nào đó rồi. Nó bắn đến chết luôn mà. Thường thì boss nó bắn khá là tình cảm và nhẹ nhàng. Flaregan á, à, sao mình có súng mà mình không có đạn nhỉ? Fuck. Bro, stay with me, bro. Don't leave me alone. I'm scared. Thôi đi theo thanh niên để cho an toàn các bạn ạ. Có vẻ như game đấu này out control của mình rồi. Thứ hai này. Nhanh, chạy chạy. À, mất cặp sọc gan á, tôi vậy. Si tai cái tay to nhỉ. Thằng này vẫn ôm hộp sọc gan. Và mùi bụi á, được phát. Đấy đi. Chứ này như có người loot rồi thì phải. Thế mấy cái cửa mà mở treo đúng nhỉ? À chỗ này treo được rồi. Đấy à, có ba này. Mình sẽ thay cái holo của cái mini. Ờ, có gì đâu nhỉ? Đáp 2, 1. Mình cần một cái mũ 2 nữa. Mình nghe luôn nhỉ, nhưng mà cảm giác sợ quá. Nó còn đứa nào ở đây không? Ăn chạy giữa đường bị bắn này toang này. Ê, hey, DP. Ô, oh, một khẩu AK nữa. Được rồi, full đạn rồi, 180 viên rồi kìa các bạn. Bây giờ nó sẽ không nhặt nữa. Hả? Eric Hara, à, có vẻ đây là boss nữa rồi. Alo, hai đứa rồi kìa. Coming bro, coming. Anh đi loot tí mà lại không ổn rồi. Có vẻ an toàn rồi. Thanh niên này có vẻ tay to đấy, hy vọng thanh niên này sẽ gánh mình về top 1 trong game này. Rồi, bo ở đâu đâu? Bo school, bo trên kia. Khá là xa ấy nhỉ. À mình có cái Dacia mà. Game này có những căn nhà thiết kế rất là mở, nên là chúng ta có thể di chuyển rất là dễ dàng giữa căn nhà khi mà ra vào căn nhà. Rất nhiều cửa sổ các bạn thấy không? Ở đây, cuối cùng được cái mũ 2 rồi. I got supplies. Yeah, I'm coming. Cái I got supply đấy là cái phần chat nhanh nữa các bạn. Và khi có đồ gì đó dư thì họ sẽ báo cho chúng ta biết. Chúng ta tới, chúng ta nhặt. What is it? Oh, thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Chứ Baloba các bạn ạ. Baloba giúp chúng ta nhặt được nhiều đồ hơn trong game này. Ô, bên kilo này. Thôi lấy luôn cái nữa đi. Nhặt đồ trong game này thì nó có một vài cái trích nhỏ, sau đây các bạn có thể áp dụng thử nhá. Đó là, một là các bạn để tự động nhặt,
hai là các bạn ấn FGH để nhặt. Hoặc thứ ba là nếu các bạn ví dụ là có 4 món đồ thôi, FGH nó không đủ nút đúng không nào? Đây này, như thế này chẳng hạn. Thì các bạn để kéo chuột lên kéo chuột xuống nhá. Lăn thăng con chuột thanh cuộn của con chuột đó. Để nó thay đổi vị trí FGH được chưa? Hoặc là các bạn ấn Ctrl để hiện chuột ra là các bạn nhặt trực tiếp luôn. Click vào nó và tự động nhặt luôn. Được chưa? Đó là cách nhận đồ trong tựa game này nhá. Bây giờ thì mình cần ít đạn xanh nữa. Có mỗi 20 viên đạn mini rồi. Xe à? Mình nghe như tiếng Indonesia ấy nhỉ? Bè à? Có sáng kìa. Hey bro. Airdrop bro. Đi go. Airdrop. Kìa có tem người à? Đi xe chắc là tem người à? Nó cũng chạy tới cái airdrop này. Có thể chịu bắn nhau rồi các bạn ạ. Bắn nhau to lên rồi. Gracias. Bắn nhau các bạn ạ. Đây có hai tem người đây. Rõ ngay đây. Hình như trên nhà này. Đúng rồi, mình có vẻ nghe nhầm rồi. Xa hơn tí vậy. Trời ơi, có mấy viên đạn, có mấy 15 viên đạn thôi các bạn ơi. Vừa có một đồ bắn AK ở đây mà nhỉ. Cái nào vậy? Ok, đợi nữa rồi. Hết đạn rồi các bạn ơi. Chỉ còn 13 viên thôi. Hey bro, let's go. Chưa thấy ai nữa các bạn. Mà có vừa có một đứa bắn xeo đầu mình không? Tem mình bị nốc rồi. À kìa, mở biển, theo. Come here bro. Ốp luôn các bạn ạ. Vất vả quá. Kia mà nó bờ biển các bạn ơi. Đánh nhô rồi. Quên cho nó viên không nhỉ? Mà nguy hiểm quá. Phải bơm máu đã. Nó bắn vỡ mũ mình rồi. Hơn nữa đạn xanh mình còn có 7 viên thôi. AK bắn xa là xí đá. Cái xác nó gần đây không nhỉ? Đánh lúc tí đồ vậy. Ôi lộ.
hết đạn rồi. Fuck me. Mình phải lên đây lấy đạn đã, có một xác trên này. Careful bro, careful bro. I need to pick up some ammo. Ôi, nó vứt đồ kìa. Cái này biển thấy không nhỉ? Ui, ui, ui. Cả tấn đồ các bạn ạ. Đạn được có 3 nha. Đạn được bao nhiêu đấy nhỉ? I'm coming. Don't die, please, man. Come on. Where you go? Các bạn, chúng ta có vẻ khá là máu chiến các bạn ạ. Sao lại bỏ cái giày ra nhỉ? À, nhân vật đây rồi. Mình làm những giày đó. Không sao tiếng chạy nghe như có đeo giày nhỉ. Cô. Đấy rồi, mình có đạn xanh rồi. Bây giờ mình sẽ ra và ăn hôi vài mạng. Bờ biển còn không? Không còn đúng không? Nó bắn úp đều the fuck. Ui. À, vừa thấy một đứa đó trên lầu 2. À, chắc chắn nó thấy mình rồi. Hên nha mày. Ờ, không có compe nha. Có compe là mày chết rồi đấy nha. Nó kia rồi cơ. Thôi được, thì bắn thằng kia đi thằng. Thả nó trên nhà trước, mình bắn một ngoài biển được. Yeah. Anh bạn, chỗ đó thì lầu 3 nó nhìn được đấy. Các bạn ơi, khó di chuyển quá nhỉ các bạn nhỉ. Đồng đội mình bắn à. Hay lắm bạn ơi. Thôi. Trên mái nhà kia mình mới thấy một đứa nữa. Thế nhưng nó thấy mình rồi. Tôi đã thấy mình rồi. Hai viên nha. Ơi không được. Hey. Enemy here. Careful bro. Có đứa móc lên sau lưng hông mình rồi. Đường vào bo rồi, không để ở đây nữa. Ui, bò rất là xa. Bro, we need to move, don't care about them.
Run bro. Mày đã chán thôi, đừng mạng nào các bạn ạ. Ui, đừng mạng nô kìa. Bro, mình đi chứ move. Run. Không có chiếc xe này nhỉ? Kia là hình như mình nhớ không lầm thì là một xe hỏng. Đúng rồi. What? Ui, chạy nhanh thế à? Phải luôn. Không có cái red dot nào nữa. Bạn cái holo này là sida quá các bạn ạ. Xem nó có đuổi theo mình không. Thôi bỏ bu luôn. Đã xanh rồi. À có một chiếc buggy. Cán chết đồng đội mình luôn rồi. Thằng mất dây về. Ủa, giết đồng đội, tao giết đồng đội vậy. Trời láo này. Fuck you. Sao mày dám cán đồng đội tao? Rồi nó đâu ta? Có nhìn quá các bạn ạ. À kìa, nó vẫn ở đằng kia. Để đến đây mà lái. Dám chơi mất dạy với đồng đội anh à? Mỗi người anh em vào sinh ra tử, bây giờ anh ta đã bị húc chết rồi. Và hành trình chúng ta chỉ còn đơn độc thôi các bạn. À, bò đầu. Xin lỗi người anh em, không cứu được người anh em rồi. Cảm giác chúng ta chết lắm các bạn ạ. Cái game này bắn rất là dễ, nên là việc chúng ta lái xe như này thì bị nó free hit là rất là đơn giản. Hơn nữa máu mình có một tí nữa. Đấy, mình dừng lại đây một chút để bơm máu. Excellent work. Yeah, thank you. Ui, có cái nhà ngay bên phải. Trời ơi, bị trái nó nhà. Hướng nào có thể bắt được mình. Bây giờ nhiệm vụ là chiếm nhà đã. Chiếm nhà trong bo à, chạy bộ nhỉ. Chạy bộ cho an toàn. Xe này, đi xe trong bác này nguy hiểm như các bạn thấy vừa rồi ấy. Nhìn thấy chơi thôi mà cũng hạ được một đứa trên xe ấy. Đó là mình còn tắt cái arm acid rồi đấy. Bật cái arm acid lên sấy chắc chắn là dụng hai đứa luôn. Cao là có người. Bây giờ các em mình sẽ chạy chạy trong một trái một chút. Để lên khu đồi. Tốc độ chuột có vẻ hơi cao nhỉ. Sensitivity có 4. Giảm tí nữa đi.
Okay. Đâu còn chưa được. Nhanh quá, nó khó bắn chuẩn lắm các bạn ạ. Giờ phải nhìn cho kỹ kìa. Đa số bây giờ thì hiện tại chỉ còn toàn là à kìa, trên đỉnh núi một thằng vừa chạy xong. Giờ đa số còn lại toàn à có xe này. Chết hết đúng không nhỉ? Mình không rõ lắm là mình đã... À đúng rồi, mà chết hai đứa rồi. Mình muốn lấy tí đạn, Don't shoot me, I'm friendly. No, don't shoot me please. Bỏ đầu quá các bạn ơi. Còn một mình ra đây bắn nó khó các bạn ạ. Khó hoàn toàn, một em bắn thì nó vui. Nó dễ sống hơn. Rồi, hãy tìm đường vào bo nè. Cái cây, nhìn nhờ. Hờ, gì vậy? Ủa, trong nhà có. Hắc nghi. Have him, yeah, right, have him. Now. Chết luôn à? Khả năng cũng còn một đứa nữa trong đây các bạn ạ. Mình không nghe được chân cho nên là không thể biết được. Không có vẻ chỉ có hai đứa thôi. Ôi, đứa nhiều. Nhanh đi. Nó không tự động nhắn nữa. Ôi, chết rồi. Bỏ đâu. Còn mấy người ấy nhỉ? À, còn 11 người. Chỗ này là chỗ nào đây? Một cái thằng nào nằm ở đây không ta? Nhìn là có lắm các bạn ạ. À, smoke kìa. Thấy rồi nha. Ở nhà chắc chắn có người lên này. À, rồi, làm ly nước cho nó tỉnh ngủ. Trong kia là bắn nhau luôn kìa. Mình sẽ cố gắng tiếp cận căn nhà này. Đây có một thằng luôn. Vãi gì rồi. Đây thì bọn nhà lại bắn được. Số mình mạt các bạn ơi. Nhưng mà sân này mình không về rồi.
Ồ, thôi xong mình rồi các bạn ơi, còn 3 thằng trong nhà luôn. Bên trái bị giết hết rồi. Ồ, nó bắn mình rồi, nó bắn mình rồi. Mình chưa thấy nó đâu cả. Mình thấy thằng bên trái thôi. À, bò đâu? No. Đi. Đốn. Ở đâu mà nó đâu? No. Số nhỏ này các bạn ơi. Được. Được rồi, một trận top 2 là tốt rồi, đúng không? Thế được rồi, đó là một phần gameplay của tựa game PUBG Mobile. Các bạn có thể tải tựa game này về để chơi ngon lành ok nhá các bạn. Thế mình hoàn thành cái video rồi. Chúc các bạn tải game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel để cập nhật những cái video mới nhất của mình nhé. Và ngay sau video này thì sẽ là một cái video hướng dẫn các bạn tải và cài đặt tựa game PUBG Lite. Xin chào và tạm biệt mọi người.